Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ phim Long Hưng Trỗi Dậy nhá. Sau khi người vợ bị ép cưới tên thiếu gia Lâm Thiên, người chồng lúc này mới lộ thân phận thực sự của mình. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần 1 và phần 2 thôi nào. Tông vào đi. Không, tao bảo Tông, Tông chết tao chịu trách nhiệm. Không Tông chết được tao thì tao giết mày. Anh Phạm mau né đi. Đây là phát súng cảnh cáo, chỉ là cảnh cáo thôi. Xuống xe, lùi xe lại, tiếp tục tông. Chưa có lệnh của tao thì không được dừng lại. Có giỏi thì đừng có trốn. Được, tao không trốn. Mày hoặc tông chết tao, hoặc là xuống xe cho tao. Được, tao muốn xem thử xem. Lát nữa ai mới là người sợ. Tông. A. À. Tăng tốc, Tông. Đây là phát súng thứ ba. Ta muốn mạng của mày. Xuống xe. Anh Phạm. Vũ Hân, Dương Phạm, sao anh lại đến đây? Không phải anh đã đi rồi sao? Anh mau đi đi, nhà chúng tôi không chào đón anh. Chú Lâm, tiểu thư, Vũ Hân đã bảo vệ con 5 năm rồi. Lần này con trở về, chính là vì muốn cưới cô ấy. Thế giới này, cô dâu xinh đẹp nhất. Bố, bố có nghe thấy không? Anh ấy đến để cưới con đấy. Anh Phạm, ôi chao, con bé này. Thằng nhóc nhóc, không phải cậu đang thiếu tiền sao? Thế này đủ chưa? Tất cả đều cho cậu đấy. Chuyện hôm nay, tôi không so đo với cậu nữa. Sau này đừng có mà đeo bám Vũ Hân nữa. Cô ấy không nợ nần gì cậu cả. Vũ Hân, những ngày tháng sau này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt. Để cho mỗi ngày của em đều tràn ngập niềm vui. Em tin anh, nói xuông ai chẳng nói được. Là đàn ông thì phải thể hiện bằng hành động thiết thực đi chứ. Hôm nay là tiệc đính hôn của tôi và Vũ Hân. Địa điểm được tổ chức tại khách sạn 10 sao ở thành phố Giang. Hoan nghênh cậu đến cướp dâu. Chỉ sợ đến lúc đó cậu còn chẳng vào được đến cửa đâu. Tất nhiên là tôi sẽ đến rồi. Tôi còn sẽ mang đến vạn lễ vật nữa. Vạn lễ vật cơ đấy. Vũ Hân, đi với tôi. Vũ Hân, đợi anh. Em đợi anh. Chính là thằng nhóc nhà mày. Dám giành gái với anh Thiên. Gan cũng không nhỏ nhỉ. Này, đại ca tao đang nói chuyện với mày đấy. Biết à, Trần Thiên Túng phái các người đến gây phiền phức cho tôi sao? Ý của anh Thiên là muốn tôi giết chết cậu. Nhưng mà, tôi có thể cho cậu một cơ hội. Đó chính là cậu hãy rời khỏi thành phố Giang. Vĩnh viễn đừng quay trở lại nữa. Đại ca, ý của anh Thiên là muốn chúng ta. Câm miệng, tao là đại ca hay mày là đại ca? Lâm Vũ Hân vì cậu làm thuê 5 năm, không rời không bỏ. Ở thành phố Giang đã trở thành huyền thoại rồi. Không ai là không muốn có một người vợ như vậy. Mấy năm nay, kể cả tôi, giới giang hồ lẫn chính nghĩa ở thành phố Giang đều chăm sóc cho cô ấy. Vậy thì tôi thay mặt Vũ Hân cảm ơn cậu. Không cần đâu. Tôi giúp cô ấy là vì nể phục con người cô ấy. Còn cậu, vì Lâm Vũ Hân, thà bị xe tông chết cũng muốn đi cướp dâu. Cũng coi như không phụ lòng tấm chân tình mà cô ấy dành cho cậu. Tôi bằng lòng cho cậu một cơ hội. Cút đi, hảo ý của anh tôi xin nhận. Nhưng tôi không đi được. Không có tiền đúng không? Trong thẻ có 5 vạn tệ, đủ cho cậu bắt đầu cuộc sống mới rồi. Đi nhanh đi. Trần Thiên Túng thế lực ngập trời. Ở thành phố Giang, cậu không đấu lại hắn ta đâu. Không ổn rồi, Trần Thiên Túng lại tìm người khác đến rồi. Cậu mau đi đi, tôi cản bọn họ cho. Ấy, đừng căng thẳng. Đây là người của tôi, của cậu.
Dương Thiên Long, tập đoàn Khánh Long, gặp qua thiếu tộc trưởng. Đứng dậy đi. Các người là ai? Bắt lấy chúng cho ta. Dừng tay. Họ đều là người tốt, đừng làm khó họ. Vâng, Dương Thiên Long. 5 năm nay, Vũ Hân ở thành phố Giang được rất nhiều người giúp đỡ. Cậu đi điều tra rõ ràng cho tôi. Bất kể là ai từng có ơn với cô ấy, tôi sẽ trả ơn gấp 100 lần. Vâng, tôi sẽ sắp xếp người đi điều tra ngay. Tôi muốn cậu tự mình đi. Vâng. Là chồng sắp cưới của Vũ Hân, tôi xin được đơn phương cảm ơn cậu vì những năm qua đã âm thầm giúp đỡ cô ấy. Ha ha ha, không dám, không dám. Chúng ta đi thôi. Vậy thì anh đi thong thả. Đại ca, chồng sắp cưới của Lâm Vũ Hân lại là nhân vật mà đến cả Dương Thiên Long, thủ phủ giàu nhất thành phố Giang, cũng phải kính cẩn cung kính sao? Đúng vậy, Trần Thiên Túng. Mà coi vị này là quả hồng mềm muốn bóp nát thì hắn ta không xa cái ngày xui xẻo đâu. Đúng là như vậy. Đi thôi. Giờ lành đã điểm, cung thỉnh tân lang, tân nương lên lễ đường bái thiên địa. Cảm tạ các vị đã đến tham dự hôn lễ của Trần Thiên Túng tôi. Chúc mừng, chúc mừng, Vũ Hân. Đi thôi. Anh Phạm, anh thực sự không cần em nữa sao? Đến lúc này rồi mà còn nhớ đến tên người thực vật đó sao? Hắn ta lừa con đấy. Sẽ không đến đâu. Anh Phạm nhất định sẽ đến. Vũ Hân, anh thích em nhiều năm như vậy, em chưa kết hôn đã có con, anh cũng không để tâm. Bố em bệnh nặng, anh lập tức gom góp đủ 80 vạn tệ tiền phẫu thuật. Còn hắn ta thì sao? Hắn ta giống như một tên vô dụng, nằm trên giường để em nuôi nấng suốt 5 năm trời. Tôi chỗ nào không bằng hắn ta chứ? Tình cảm chân chính là không thể dùng tiền bạc để đo lường được. Cho dù anh Phạm không có gì cả thì tôi vẫn yêu anh ấy. Hắn ta đã chết rồi. Tôi quên nói với em, sau khi chúng ta đi đã có một đám cướp đến, vô tình giết chết hắn ta rồi. Tôi sợ em đau lòng nên đã không nói với em. Không thể nào. Anh Phạm không thể chết được. Tôi phải đi tìm anh ấy. Vũ Hân, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, không được đi đâu hết. Anh buông tôi ra. Cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Thiên Túng à, hay là để Vũ Hân đi xem một chút, cũng không tốn nhiều thời gian đâu. Lão già, cút. Lâm Vũ Hân, tôi thích em ròng rã 15 năm trời. Tiền chữa bệnh cho bố em cũng là tôi chi trả. Vậy mà em lại vì một thằng đàn ông khác mà hủy hôn với tôi. Tôi căn bản không hề thích anh, không thích tôi. Lúc em cầm tiền của tôi đi chữa bệnh cho bố em, sao em không nói em không thích tôi? Tiền nợ anh, tôi sẽ trả. Được thôi, 80 vạn tệ. Bây giờ tôi không có. Đợi tôi. Hôm nay em hoặc là trả tiền cho tôi, hoặc là bái đường thành thân với tôi. Ấy ấy ấy, Thiên Túng. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ôi chao, Vũ Hân à. Không phải là tôi nói em chứ. Mấy năm nay, Thiên Túng vì dòng họ cũng bỏ ra không ít công sức. Trường học này, con đường này, có cái nào là không phải Thiên Túng bỏ tiền ra xây dựng cho chứ? Có đúng không? Hơn nữa, các vị trưởng lão, bà con lối xóm ở đây, tôi muốn hỏi một câu. Chúng ta ở đây, có ai là chưa từng nhận được ân huệ của Thiên Túng chưa? Mọi người nói xem có đúng không? Đúng vậy. Mấy năm nay, trong thôn cũng không biết lấy gì để báo đáp Thiên Túng nữa. Cậu ấy chẳng qua chỉ muốn cưới cháu thôi mà. Cháu gả cho cậu ấy thì đã sao? Cứ coi như là báo đáp ân tình mà bao năm qua Thiên Túng đã dành cho thôn chúng ta. Ôi chao, bác cả nói đúng lắm. Vũ Hân, cháu đồng ý đi. Cứ coi như là thay chúng tôi báo đáp Thiên Túng đi. Nếu không thì chúng tôi thực sự áy náy lắm. Nếu không có Thiên Túng, con cái nhà chúng tôi còn chẳng biết học tiểu học ở đâu nữa. Tôi ủng hộ Lâm Vũ Hân, gả cho Thiên Túng, báo đáp ân tình cho thôn, gả cho cậu ấy, gả cho cậu ấy, gả cho cậu ấy. Được, mọi người muốn hy sinh tôi để báo đáp ân tình của Thiên Túng, vậy còn ân tình của tôi thì sao? Lâm Vũ Hân, năm đó dòng họ cho em mượn tiền để chữa bệnh, phẫu thuật cho Dương Phàm. Cô đã từng cắt máu ăn thề. Cô còn nhớ không? Năm Nhâm Thìn, tháng Thìn, ngày Tân Hợi, được vạn gia giúp đỡ.
Lâm Vũ Hân con xin dập đầu trước Vạn Gia, được Vạn Gia giúp đỡ, ân tình gả cho Thiên Túng là coi như xóa bỏ hết rồi. Chúng tôi cũng xóa bỏ hết. Rồi, mình sẽ cố gắng ra các phần tiếp theo, phần 2 và phần 3 nhanh nhất có thể nhá. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh nhá. Các bạn nhớ theo dõi kênh thì mình sẽ có động lực để ra các phần 3 và phần 4 trong thời gian ngắn nhất có thể luôn. Mình sẽ cố gắng ra trong vòng ngày hôm nay hoặc ngày mai thôi. Mình sẽ cố gắng ra các phần 3 và phần 4 để cho các bạn xem nhá. Các bạn rất mong được mọi người thông cảm vì mình thấy ở trên Facebook rất nhiều người đang đón chờ các phần tiếp theo đó các bạn. Mình sẽ cố gắng ra phần tiếp theo trong mình đang cố gắng để dịch lốt cái phần tiếp theo cho các bạn xem. Vì hôm qua mình cũng mới dịch cái phần cái này thôi. Rồi, cái mẹ Kozo, cái mẹ trong bộ phim này nói ý là cái đoạn đường cuối các bạn xem thấy ghét không? Đó chính là ông bố của Kozo này thì sẵn sàng bảo vệ Kozo này, nhưng cái bà mẹ của cái Kozo này thì rất chỉ là trông ngứa mắt. Khi thấy chồng mình chuẩn bị tự sát thế mà các bạn vẫn ngồi yên tĩnh ở trên cái ghế ở trên sân khấu các bạn. Mà thật sự là khá quá thể luôn, đã hiểu của bà mẹ này bà nghĩ kiểu gì cơ. Chịu, mình nghĩ là bà mẹ này chắc khả năng là bà mẹ ghẻ bà kế quá. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.